7:30 đến 9:30 sáng, New York, 8:30 đến 10:30 sáng, Cali, 5:30 đến 7:30 sáng, Paris, 2:30 đến 4:30 chiều, 12:30 tối đến 2:30 sáng. Khoa nhà thành kính thành lễ cho Tôn Đức và tân chào tất cả đồng hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp ở Vi Tâm Má, chương 8, Thoát Yếu Duyên Trợ, Bác Chá Giá Sơn Cá Há, bài 63, Tổng Quan, phần 1. Định lý liên hệ Bác Thanh Nạ Vừa tiếp theo hoàn toàn được chú biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nghiêm tâm niệm tịnh đề Tam Bảo. Chúng con xin thành kính tu thỉnh tụng tọa minh hạnh tập kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Tâm đảnh hiển tiền, vượt ngoài, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tuần, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chư tu lành thay, chúng con thành kính lệnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh. Bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay bài 63, chương 8, Tốt Yếu Duyên Trợ, Bác Chá Giá Sơn Cá Há, phần 1, định lý duyên hệ, Bát Tha Na Nát Dương tiếp theo. 7. Hộ tương duyên, Anyamana Pachayu. Hộ tương duyên là mệnh lực trợ giúp có qua phải có lại. Năng giúp sở chỉ có một chiều, như tâm trợ sắc tâm, thì không gọi là hộ tương, chỉ là đồng sanh thôi. Năng và sở giúp nhau song phương, như thức uẩn trợ thọ uẩn, ngược lại thọ uẩn cũng trợ thức uẩn, gọi là câu sanh hộ tương. Do đó câu sanh duyên có 5 trường hợp, mà hộ tương duyên thì chỉ có 3 trường hợp trong 5 của câu sanh duyên thôi. Chánh tạng giải thích, hộ tương duyên như là 4 uẩn thì sát trợ nhau bằng hộ tương duyên, 4 đại hiển trợ nhau bằng hộ tương duyên, vào thời điểm tục sinh, danh và sắc trợ nhau bằng hộ tương duyên. Chú giải, bốn uẩn phi sắc, tức là bốn danh uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Bốn danh uẩn này đồng sanh trong một sắc na, trợ giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Như thế gọi là hộ tương duyên. Bốn đại hiển, tức là bốn nguyên tố vật chất, đất, nước, lửa, gió. Bốn nguyên tố này đồng sanh trong một đơn vị vật chất, trợ giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Như thế gọi là hộ tương duyên. Vào thời điểm tục sinh,
Cội nguồn có danh tái tục, tức là 15 tâm quả tái tục và 35 tâm sở hợp, sắc tái tục và sắc nghiệp ý vật. Tâm tái tục, trời sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục, trời tâm tái tục, danh sắc tái tục, trời lẫn nhau gọi là hộ tương duyên. 8. Y chỉ duyên, Nisaya Pachayo. Y chỉ duyên là mệnh lực trời giúp bằng cách làm chỗ nương, năng tựa cho sở bao người. Có ba loại y chỉ duyên: câu sanh duyên, sahacha tat ni saya bác cha duyên, vật tiền sanh duyên, bác thu pure cha tani saya bác cha duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, bác thà trầm mana pure cha nát ti saya bác cha duyên. Chánh tạng giải thích: y chỉ duyên như là bốn uẩn phi sắc trở lẫn nhau bằng y chỉ duyên, bốn đại hiển trở lẫn nhau bằng y chỉ duyên, vào sắc na tục sinh, danh sắc trở lẫn nhau bằng y chỉ duyên, các pháp tâm và tâm sở trở các sắc tâm sanh bằng y chỉ duyên, sắc đại hiển trở các sắc y sinh bằng y chỉ duyên, nhận sức, nhận xứ, rồi nhận thức, giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nhị xứ, trời nhị thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, tỷ xứ, trời tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, thiệt xứ, trời thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, thân xứ, trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng ý chỉ duyên, nhĩ giới và ý thức giới, sanh nhiễm lưu sắc nào, sắc ấy cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng và ý chỉ duyên. Chú giải: bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng ý chỉ duyên, nghĩa là thứ một sắc na tâm sanh khởi có bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức, đồng sanh làm chỗ nương cho nhau. Một uẩn nương ba uẩn, ba uẩn nương một uẩn, hai uẩn nương hai uẩn, đây gọi là câu sanh duyên. Sahaja tanisaya pachayo, bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên, nghĩa là bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió đồng sanh cho một đơn vị vật chất làm chỗ nương cho nhau. Một đại nương ba đại, ba đại nương một đại, hai đại nương hai đại, đây gọi là câu sanh y duyên. Vào sắc na tục sinh, danh sắc trở lẫn nhau bằng y chỉ duyên, nghĩa là danh uẩn, quả tái tục, cõi ngũ uẩn và sắc nghiệp ý vật tái tục đồng sanh trong thời điểm tái tục làm chỗ nương cho nhau. Danh trợ sắc, sắc trợ danh, đây gọi là câu sanh y duyên. Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng y chỉ duyên, nghĩa là trong thời bình nhật, cõi ngũ uẩn tâm sanh tạo sắc tâm, chitta cha trù ba đồng sanh, sắc tâm nương tâm mà sanh khởi, đây gọi là câu sanh y duyên. Sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng y chỉ nguyên chỉ duyên, nghĩa là bốn sắc đất nước lửa gió trợ cho sắc y đại sinh làm chỗ nương cho sắc y đại sinh đồng sanh, đây gọi là câu sanh y duyên. Năm trường hợp kể trên theo chú giải gọi là câu sanh y duyên. Sahaja tanisaya pachayo, vì năng giúp sở bằng cách vừa làm chỗ nương vừa đồng sanh với sở, nhãn xứ, trời nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc thần kinh nhãn hay nhãn vật làm chỗ nương trú cho hai tâm nhãn thức cùng bảy tâm sở tự tha biến hành
tương ưng tâm nhận thức, đây gọi là bậc tiền sanh y duyên. Nhị xứ, trời nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc thần kinh nhĩ hay nhị vực làm chỗ nương trú cho hai tâm nhị thức cùng bảy tâm sở tự tha biến hành tương ưng tâm nhị, đây gọi là vực tiền sanh y duyên. Tỷ xứ, trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc thần kinh tỷ hay tỷ vực làm chỗ nương trú cho hai tâm tỷ thức cùng bảy tâm sở tự tha biến hành tương ưng tâm tỷ thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. Thiệt xứ, trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc thần kinh thiệt hay thiệt vực làm chỗ nương trú cho hai tâm thiệt thức cùng bảy tâm sở tự tha biến hành tương ưng tâm thiệt thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. Thân xứ, trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc thần kinh thân hay vật làm chỗ nương trú cho hai tâm thức cùng bảy tâm sở tự tha biến hành tương ưng tâm thân thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. Ý thức và ý thức giới, sanh diễn nương sắc nào, sắc ấy cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng bằng ý chỉ duyên, nghĩa là sắc ý vật Arayavattu làm chỗ nương trú cho ba tâm ý giới, hai tâm tiếp thu, một tâm khai ngụ môn cùng mười tâm sở tự tha, trừ cần hỷ dục tương ưng tâm ý giới, sắc ý vật làm chỗ nương trú cho 104 ý thức giới, sanh trong cõi ngụ uẩn cùng 52 tâm sở tương ưng ý thức giới ấy, đây gọi là vực tiền sanh y duyên. Sáu trường hợp kệ vừa kể theo chú giải gọi là vực tiền sanh y duyên. Tupure cha tanisaya pachayo, vì năng duyên trong trường hợp này là sắc, là sáu sắc vực sanh trước già dặn rồi mới làm chỗ nương cho nhận thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới và ý thức giới được. Trường hợp vực tiền sanh y duyên thứ sáu có thêm một duyên khác nữa, đó là vực cạnh tiền sanh y duyên. Attha dram manapure cha natis tanis saya pachayo, nghĩa là sắc ý vật thời bình nhật sanh trước trợ cho ý giới và ý thức giới bằng vật tiền sanh y duyên. Nhưng có trường hợp lộ ý môn cần tử bắt lấy ý vật cần tử làm cảnh, do đó trường hợp này sắc ý vật cần tử vừa là trợ cho 43 tâm lộ ý môn cần tử, 44 tâm sở hợp bằng sanh y duyên, cũng vừa là trợ cho 43 tâm ấy bằng cảnh duyên, vậy chung là trợ bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Chính cần y duyên Upanisaya Pachayo, cần y duyên là mệnh lực trợ duyên bằng cách làm chỗ nương, có sức ảnh hưởng lớn, năng là yếu tố trợ sanh cho sở một cách mạnh mẽ. Cần y duyên Upanisaya Pachaya và y chỉ duyên Nisaya Pachaya khác nhau thế nào? Cần y duyên là giúp làm chỗ nương, như cha mẹ là chỗ nương cho con cái. Còn y chỉ duyên là giúp làm chỗ nương như bạn đồng hành nương nhau trong cuộc hành trình. Dựa vào chi pháp, chân tạng giải thích. Chú giải phân tích cần y duyên có ba trường hợp là cảnh cần y duyên Adramanu Panisaya Pachaya, vô dáng cần y duyên Anantaru Panisaya Pachaya, thường cần y duyên Pakatu Panisaya Pachaya. Chánh tạng giải thích.
gọi là cần y duyên như các pháp thiền sanh trước, trước chờ các pháp thiền sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp thiền sanh trước, trước chờ một vài pháp bất thiện nào đó sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp thiền sanh trước, trước chờ các pháp vô ký sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp bất thiện sanh trước, trước chờ các pháp bất thiện sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp bất thiện sanh trước, trước chờ một vài pháp thiện nào đó sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp bất thiện sanh trước, trước chờ các pháp vô ký sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp vô ký sanh trước, trước chờ các pháp vô ký sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp vô ký sanh trước, trước chờ các pháp thiện sanh sau, sau bằng cần y duyên, các pháp vô ký sanh trước, trước chờ các pháp bất thiện sanh sau, sau bằng cần y duyên, thời tiết vật thực cũng chờ được bằng cần y duyên, người cũng chờ được bằng cần y duyên, chú xứ cũng chờ được bằng cần y duyên, chú giải. Các pháp thiện sanh trước, trước chờ các pháp thiện sanh sau, sau bằng cần y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ. A. Cảnh cần y duyên. Như là sau khi bố thí, trì giới, tu thiền, sau nhớ lại, khởi lên tâm hoan hỷ. B. Vô gián cần y duyên. Như là lộ tâm, có động lực thiện, động lực kế trước, chờ động lực kế sau tiếp nối. C. Thường cần y duyên. Như là người đã từng làm thiện, tâm thiện ấy trở tâm thiện về dễ dàng. Các pháp thiện sanh trước, trước chờ một vài pháp bất thiện nào đó, sanh sau bằng cần y duyên. Trường hợp này chỉ có hai duyên phụ. A. Cảnh cần y duyên, như là sau khi bố thí, trì giới, tu thiền, nhớ lại thích thú, rồi khởi lên tham, tà kiến, mạng, lấy thiện làm cảnh trưởng. B. Thường cần y duyên, như là người có thói quen làm thước, rồi tham muốn, tà kiến, mạng nghi, hoặc sân hối, sân khởi. Các pháp thiện sanh trước, trước thợ trợ các pháp vô ký sanh sau, sau bằng cần y duyên, trường hợp này có ba duyên phụ. A. Cảnh cần y duyên, như là vị A-la-hán phản kháng tâm tứ đạo, trà chứng. Tâm tứ đạo là pháp thiện sanh trước, trước làm cảnh trưởng, trợ bốn tâm đại tố, hợp trí. B. Vô gián cần y duyên, như là sát na động lực thiện, kết thúc trợ cho sát na mất cảnh, hay sát na hồ phần kế sau. C. Thường cần y duyên, như là hành thiện, bố thí, trì giới, tu thiền, trợ sanh, tâm thức, thọ lạc hoặc thọ khổ, v.v. Các pháp bất thiện sanh trước, trước trợ các pháp bất thiện sanh sau, sau bằng cần y duyên, trường hợp này có ba duyên phụ. A. Cảnh cần y duyên, pháp bất thiện đã khởi lên, làm cảnh trưởng cho tâm bất thiện sanh sau. Như người tài dâm nhớ lại, càng sanh tâm ham muốn. B. Vô gián cần y duyên, trong nội tâm có động lực bất thiện, động lực trước, chờ động lực sau, sanh tiếp nối. C. Thường cần y duyên, biết quen tham, quen sân, rồi chờ cho tâm tham, tâm sân, sanh khởi, dễ dàng. Các pháp bất thiện sanh trước, trước chờ một vài pháp thiện nào đó sanh sau, bằng cần y duyên. Trường hợp này chỉ là thường cần y duyên, vì pháp bất thiện không thể tâm và cũng không thể một lộ trình tâm được. Bất thiện trở thiện thường cần y duyên, như là người có bị phiền não dày vò liền thức tỉnh tu tập làm các công đức, hay có người càng buồn khổ càng tinh tấn, vân vân. Các pháp bất thiện sanh trước, trước trợ các pháp vô ký sanh sau, sau bằng cận y duyên, trường hợp này có hai duyên phụ. A. Vô gián cận y duyên, trong một lộ tâm có động lực bất thiện, sát na động lực cuối trợ sát na tâm mất cảnh, hay tâm hồn phần sanh kế tiếp, gọi là tâm bất thiện trợ vô ký bằng vô gián cận y duyên. B. Thường cận y duyên,
như nghiệp bất thiện tạo ra tâm quả bất thiện. Trong khi tham ái, sân hờn, sanh khởi cũng khiến sanh thân khổ, thân lạc bằng thượng cận y duyên. Các pháp vô ký sanh trước. Các pháp vô ký sanh trước, trước trở các pháp vô ký sanh sau, sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ. A. Cảnh cận y duyên, tức là pháp vô ký, làm cảnh trưởng, trở động lực vô ký, như Niết Bàn là cảnh trưởng, trở tâm quả siêu thế, hay như tâm tứ quả và Niết Bàn là cảnh trưởng, trở tâm đại tố hợp trí, khi vị A-la-hán phản kháng hồi quán. B. Phu gián cận y duyên, tức là sắc na tâm vô ký, trước diệt, sợ sắc na tâm vô ký, sâu sanh lên, như là tâm khai, mùa môn, trở tâm nhận thức, tâm nhận thức, trở tâm tiếp thâu, v.v. C. Thượng cận y duyên, như thân thọ khổ hay thọ lạc, có thể trở sanh tâm tố hoặc trở duyên cho bậc thánh nhập thiền quả được. Các pháp vô ký sanh trước, trước trở các pháp thiện sanh sau, sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ. A. Cảnh cận y duyên, như các bậc hữu học phản kháng tâm quả siêu thế đã đắc. Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả là cảnh trưởng, trở tâm đại thiện hợp trí của bậc hữu học. B. Phu gián cận y duyên, như là lộ tâm, sắc na khai ý môn, trở động lực thiện, sanh kế sau. C. Thượng cận y duyên, như là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, quen quán niệm vô thường, khổ, vô ngã. Nên sau khi mỗi tác ý đến tam tướng, thì tâm thiện hợp trí khởi sanh dễ dàng. Các pháp vô ký sanh trước, trước trở các pháp bất thiện sanh sau, sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ. A. Cảnh cận y duyên, tức là sáu cảnh vô khí, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, thành cảnh hấp dẫn, trở tham sanh khởi. B. Vô gián cận y duyên, như là lộ tâm, sắc na tâm, khai ý môn, hợp tác định, trở sắc na động lực bất thiện, sanh tiếp nối. C. Thượng cận y duyên, như là do thường gặp cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, nên sanh tâm tham, tâm sân, tâm tà kiến. Thời tiết trở tâm duyên, như thời tiết mát mẻ dễ sanh tâm thiện, thời tiết nóng bức dễ sanh tâm bất thiện. Vật thực cũng trở tâm sanh bằng thường cận y duyên, như thức ăn hiền dễ sanh tâm tịnh hảo, ăn thức ăn không lành cũng dễ tâm, dễ sanh tâm bất thiện. Người thân cận cũng trở tâm sanh bằng thường cận y duyên, như thường gần bạn tốt sẽ giúp tiến hóa, thường giao du bằng xấu bị nhiễm thói hư. Thứ xứ cũng trở tâm sanh bằng thường cận y duyên, như chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát cũng dễ sanh tâm thiện, còn chỗ ở chật chội, bừa bãi, huy hám cũng dễ sanh tâm bất thiện. 10. Tiện sanh duyên. Hure cha ta pa cha yo. Tiện sanh duyên là mạnh lực trợ giúp bằng cách sanh trước, như mặt trăng, mặt trời đã có. Từ lúc hình thành thái dương hệ, chúng tỏa sáng, trợ sự sống của muôn loài trên trái đất. Mặt trăng, mặt trời có trước, trợ giúp muôn loài đang sống trên mặt đất, là thí dụ ý nghĩa tiền sanh duyên. Dựa vào chi pháp, chánh tạng giải thích, sớ giải phân tích, tiền sanh duyên thành ba duyên phụ là cành tiền sanh duyên. Adramanapure cha tapachaya, vật tiền sanh duyên. Patupure cha tapachaya, vật cảnh tiền sanh duyên. Patadramanapure cha tapachaya, chánh tạng giải thích. Gọi là tiền sanh duyên như sắc xứ, trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên, thinh xứ, trời nhị thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Ý xứ
trời tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Vị xứ, trời tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Xúc xứ, trời thân thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Sắc xứ, hình xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Nhãn xứ, trời nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Trời nhị thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Tỷ xứ, trời tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Thiệt xứ, trời thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Thân xứ, trời thân thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương vào sắc nào thì sắc ấy, trời ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Sắc ấy đôi khi có trợ ý thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên, cũng đôi khi không trợ bằng tiền sanh duyên. Chú giải: sắc xứ là sắc cảnh sắc, thinh xứ là sắc cảnh thinh, khí xứ là sắc cảnh khí, vị xứ là sắc cảnh vị, xúc xứ là sắc cảnh xúc. Tức là ba sắc đại hiển trừ thủy đại, năm cảnh này hiện khởi trước mới trợ cho ngũ sâm thức và ba tâm ý giới cùng các tâm trợ tương ứng với ngũ sâm thức và ý giới. Đây gọi là cảnh tiền sanh duyên. Adramanapure cha tapachayo. Nhãn xứ là sắc nhãn vực, nhị xứ là sắc nhị vực, tỷ xứ là sắc thị vực, thiệt xứ là sắc thị vực, thân xứ là sắc thân vực. Sắc, trú căn và các ý giới và ý thức giới. Còn ngũ uẩn là sắc ý vực. Sáu sắc vực này đã sanh được sanh trước đến khoảng trung thọ. Machima mới trợ cho ngũ sâm thức ý giới và có thể trợ ý thức giới bằng vật tiền sanh duyên. Pattupure cha patat tapachayo. Trường hợp sắc ý vật cận tử trợ 43 tâm lộ ý môn cận tử, mà 43 tâm lộ ấy bắt lấy sắc ý vật làm cảnh, thì đây gọi là vật cảnh tiền sanh duyên. Vattharamanapure cha tapachayo. 11. Hậu sanh duyên. Vattharamanapure. Hậu sanh duyên là sự trợ duyên bằng mệnh lực sanh sau, như nhà cửa được trang hoàng tươm tất vì sắp đến ngày tết là diễn ra, là nguyên nhân năng trợ duyên cho việc trang hoàng nhà cửa. Sở Chánh Tạng giải thích: gọi là hậu sanh duyên như các pháp tâm và tâm sở sanh sau, trợ cho tâm sanh trước này bằng hậu sanh duyên. Chú giải: các pháp tâm và tâm sở sanh sau nghĩa là các sát na tâm pháp sẽ tiếp nối sanh sau làm điều kiện duy trì sắc thân đã sanh không hư hoại bằng mệnh lực hậu sanh duyên. Cùng có nghĩa là nhận thức giới sẽ sanh, trời cho sắc nhận vực sanh trước, nhị thức giới sẽ sanh, trời cho sắc nhị vực sanh trước, nhị thức giới sẽ sanh, trời cho sắc thị vực sanh trước, nhị thức giới sẽ sanh, trời cho sắc thiệt vực sanh trước, thân thức giới sẽ sanh, trời cho sắc thân vực sanh trước, ý giới và ý thức giới sẽ sanh, trời cho sắc ý vực sanh trước bằng mệnh lực sanh duyên. Biên soạn giáo trình thì khâu tuổi siêu. Vâng, giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh hòa thượng tuổi siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy giáo. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân,
cùng chư tôn đức con một cơ trung trung. Thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần duyên hệ đến từ duyên thứ 7 cho đến duyên thứ 11. Chỉ có 5 duyên thôi. Và mặc dù chúng ta đã nghe đọc bài, chúng ta cảm thấy khó hiểu, đó là vì chúng ta vẫn chưa quen với thắng pháp và thuộc về duyên hệ. Thứ hai nữa là chúng ta không có căn bản về chi pháp, cho nên chúng ta sẽ gặp khó khi mà chúng ta nghe, chúng ta không có mường tượng được. Thực ra nó không phải là nó khó khăn lắm nếu như mà chúng ta lý giải năm duy này theo cách trình bày thường thức thì chúng ta vẫn có thể hiểu được. Về chi pháp á, thì tất nhiên là chúng ta phải dựa vào trong chánh tạng và chú giải. Nhưng mà về cái nghĩa lý thì chúng ta có thể trình bày với những cái thí dụ ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu ngay, chứ không có gì khó thưa quý vị. Duyên thứ bảy mà chúng ta học đó, gọi là hữu tương duyên. Chúng ta nghe cái tên là chúng ta biết rồi. Hữu tương có nghĩa là giúp qua giúp lại, trợ qua trợ lại với nhau mới gọi là hữu tương. Chúng ta lấy ví dụ người Hoa khi mà họ tha phương, họ lập cái hội gọi là hội tương tế. Họ tương tế tức là hữu tương, giúp qua giúp lại nhau, những người đồng hương. Thì khi mà đang giúp sở bằng cách đồng sanh đó, thì nó có năm khía cạnh. Nhưng mà trong năm khía cạnh đó thì chúng ta chỉ thấy có ba khía cạnh là vừa câu sanh vừa hữu tương thôi. Thí dụ như thọ quẩn, nó đồng sanh với tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì nó trợ bằng cách là cô sinh duyên, và nó cũng trợ cho thọ quẩn, cũng trợ cho thọ tưởng hành thức, cho tưởng hành thức bằng cái hữu tương duyên. Vì sao vậy? Vì giúp qua giúp lại với nhau. Một thọ quẩn trợ cho ba là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Ngược lại, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn ba cũng trợ, tức là trợ. Cái trường hợp này chúng ta gọi là vừa câu sanh vừa hữu tương.
Cho nên ở đây các vị biết rằng khi mà nói về câu sinh duyên đó, sau đó Đức Phật Ngài phải thuyết thêm cái gọi là muốn tương duyên để cho thấy là có một cái trường hợp khác nữa. Sau này chúng ta còn học một duyên nữa là tương ưng, có nghĩa là cái gì năng giúp sở bằng cách khô sanh chưa chắc là hữu tương, nhưng mà năng giúp sở bằng cách là khô sanh hữu tương chưa chắc là tương ưng. Chỉ có năng giúp sở bằng cách là tương ưng, tương duyên thì nó mới vừa là canh, vừa là hữu tương rồi tương ưng. Cái cách lập luận này là chúng ta cần phải nhạy trí một chút xíu, chúng ta sẽ hiểu được cái cách đó. Sau này chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị. Còn bây giờ thì quý vị chỉ cần hiểu được cái ý nghĩa gọi là hỗn tương, tức là phải có giúp qua giúp lại. Chúng ta lấy một cái thí dụ. Chúng ta đến trực tiếp gặp mặt những người dân nghèo bị lũ lụt, chúng ta làm việc từ thiện, chúng ta giúp đỡ họ, thì cái trường hợp này được gọi là câu sanh duyên, nhưng mà không gọi là hữu tương. Vì sao vậy? Bởi vì những người đó họ nghèo, mình giúp họ chứ họ đâu có giúp lại cho mình đâu. Quý vị nhớ vậy đó. Nhưng mà trường hợp hai người bạn, bạn bè thân hữu với nhau, giúp vốn cho nhau để làm ăn, thì có lúc những người này giúp cho người kia vốn để làm ăn, rồi mai mốt người kia họ làm ăn khấm khá đó, thì họ sẽ chung tay để giúp lại cho những người này khi mà thiếu thốn. Bây giờ tôi khấm khá, cho nên tôi giúp anh qua cái cơn hoạn nạn, thì mai mốt tới phiên tôi hoạn nạn thì anh hãy giúp cho tôi. Thì như vậy giúp qua giúp lại như thế đó mới gọi là hỗn tương duyên. Còn nếu mà giúp một chiều là mình đi làm việc từ thiện, cứu tế chẳng bần cho dân nghèo, thì trong trường hợp này chỉ gọi là câu sanh duyên chứ không gọi là hỗn tương duyên được. Quý vị nhớ chưa đó? Nó chỉ khác nhau chút vậy thôi. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ về chi pháp. Ba nhân thiện, Bhutta-bhusa-musi, nó trợ cho pháp thiện sanh lên, và nó trợ cho sắc tâm được tạo ra. Sắc tâm ở đây là nói, cười, đi, đứng, nằm, ngồi đó. Thì bây giờ chúng ta kết luận ba nhân thiện là danh pháp, là hành quẩn, do đó nó trợ cho các pháp thiện kia, thì vừa là công sanh vừa là hữu tương, bởi vì các danh quẩn kia cũng trở lại cho ba nhân thiện đó. Nhưng mà khi ba nhân thiện này nó là danh quẩn mà nó trợ cho sắc quẩn là sắc tâm, thì như vậy nó chỉ trợ có một chiều chứ sắc tâm không trở lại được cho cái thiện pháp này sinh khởi đâu. Cho nên danh trợ danh có thể là hữu tương, nhưng mà danh trợ sắc chỉ ngoại trừ là danh tái tục trợ cho sắc ý vật tái tục thì mới là hữu tương, chứ còn nếu thời bình nhật thì nó chỉ là câu sanh, chỉ trợ một chiều thôi. Giống như là chúng ta đi làm việc từ thiện giúp cho người dân nghèo vậy đó, trợ một chiều,
Ở trong cuộc sống của chúng ta, nó có nhiều trường hợp gặp một người ăn xin nghèo khổ bên vỉa hè, chúng ta dừng xe lại và chúng ta cho họ một chút ít tiền rồi chúng ta đi. Mà người đó họ không có giúp lại gì cho chúng ta cả, thì đây chỉ gọi là câu xin duyên nhiều. Nhưng mà ở trong cuộc sống này đó, bạn bè có thể giúp nhau, nhà hàng xóm bên đây giúp đỡ cho nhà hàng xóm bên kia, lúc tối lửa tắt đèn thì người nhà hàng xóm bên kia cũng giúp đỡ cho người bên đây, cho nên hai nhà được gọi là hữu tương duyên lẫn nhau. Trong cuộc sống chúng ta thấy trường hợp câu sinh duyên và hữu tương duyên nó rất là thường xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Dễ thưa quý vị, không có khó. Rồi tiếp theo đó là chúng ta nói đến y chỉ duyên, chữ Nisya có nghĩa là nương nhờ, làm cái chỗ nương nhờ cho pháp khác sanh ra, thì như vậy được gọi là y chỉ duyên. Người ta nương vào chiếc phao hay cái bè để họ bơi qua bờ bên kia được an toàn, thì như vậy cái phao hay là chiếc bè là năng, và người nương vào cái chiếc phao đó thì gọi là sở, năng giúp sở bằng cách là y chỉ duyên làm cái chỗ nương, chỗ nương. Khi còn nhỏ mới sinh ra đó thì con trẻ nó phải y chỉ duyên, nó phải nhờ cha mẹ làm y chỉ duyên, nó nương nó mới sống tới lớn được. Chúng ta đi vào trong lớp học thì chúng ta nhờ, chúng ta hiểu biết được, chúng ta có được cái kiến thức, học được cái kiến thức là do nhờ chúng ta ý, là vị giáo thọ, vị thầy sẽ là y chỉ duyên cho mình, làm y chỉ duyên cho mình. Còn bạn đó, cái câu người ta nói là học thầy không thầy học bạn đó, thì bạn bè cùng lớp, người này giúp cho người khác làm bài tập, rồi người mai kia mốt nọ người khác giúp cho người nọ làm bài tập. Người này giỏi toán sẽ giúp cho bạn mình yếu toán để làm bài tập toán, nhưng mà ngược lại anh chàng dở toán này thì anh dở về văn, cho nên nó phải nhờ cái anh chàng kia giúp cho anh, giải thích cho anh nghe về văn. Thì như vậy bạn bè giúp qua giúp lại nhau thì cũng gọi là y chỉ duyên mà hữu tương nữa, y chỉ duyên mà hữu tương. Còn khi mà chúng ta y chỉ nương tựa nơi cái vị thầy thì chỉ có một chiều thôi, không có hữu tương. Bởi vì học trò đâu có dạy là ông thầy, không có dạy là ông thầy. Chỉ có trường hợp là hồi nhỏ con nương đi cha mẹ, gọi là y chỉ cha mẹ. Tới lớn cha mẹ già rồi đó, tay run rẩy yếu sức không có làm ăn được thì phải nương tựa vào con cái. Thì hồi nhỏ
con nương cha, tới già thì cha nương con, thì gọi là vừa là y chỉ duyên mà vừa là hữu tương duyên. Cho nên ở đây duyên hệ nó phức tạp, nó trồng chéo qua lại lắm thưa quý vị. Và luôn luôn chúng ta phải hiểu rằng là trong cái cuộc sống này nó phải có cái sự nương lẫn nhau, phải có sự nương lẫn nhau nó mới tồn tại, mới sống được. Khi mà Đức Phật Ngài giảng hòa cho quý thuộc, Ngài có kể lại một cái câu chuyện ngụ ngôn ở tại cái rừng cây Sala. Cái khu rừng cây Sala đó, vì các cái thân cây Sala nó mọc san sát với nhau, cây này nó tựa vào cây kia, cây kia nó cũng tựa vào cây này. Tất cả các cây Sala ở trong rừng tựa vào nhau, cho nên nổi lên đó, thì những cái trận cuồng phong đó nó chỉ thổi lên ở trên ngọn cây thôi, chứ nó không có làm bứng gốc các cái thân cây Sala được. Cái ý Đức Phật hội nói là nguyên thuộc hãy có cái sự hữu tương và y chỉ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và nương tựa lẫn nhau, như vậy thì mới tồn tại, kẻ thù mới không có cơ hội để mà đánh phá. Nếu mà nguyên thuộc bên nội hay bên ngoại mà xích mích hai bên chia rẽ nhau thì kẻ thù tấn công dòng tộc ở bên đây xong rồi cái nó qua nó đánh chiếm bên kia thì không thể nào chống lại được. Cho nên ở trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải hiểu là có những trường hợp phải hỗ tương và y chỉ, phải nương tựa lẫn nhau. Cái này cũng dễ hiểu. Sư Nguyên Thông có việc gì sư cầm mic muốn nói chi? Rồi thứ chín á, chúng ta gọi là cận y duyên. Xài cái chữ Hán nó gọn thưa quý vị, nhưng mà cần phải giải thích. Bởi vì chữ Úc Bá chữ Úc Bá Nít Sa Giá, cái duyên thứ 8 thì chúng ta chỉ gọi là Nít Sa Giá, tức là nương tựa thôi, nương. Còn Upanishya thì nó trở thành một cái điểm tựa mà nó mạnh mẽ, điểm tựa mạnh mẽ. Bởi vì Nissaya là nói chung, một trường hợp nào mình nương tựa, thí dụ bây giờ thế này, khi mà chúng ta nói sống ở trong xã hội, con người ở trong xã hội phải đương nhau mà sống, phải nương tấm, sĩ nông công thương, ngành nghề nào cũng phải nương nhau. Bởi vì nếu mà chỉ chuộng một nghề thôi đó, cho rằng cái nghề đó cao quý ở trong xã hội, mà bây giờ chúng ta bỏ những cái ngành khác, chẳng hạn như nông nghiệp mà chúng ta không chuộng, đất nước mà không có nông nghiệp là chết, làm lấy gì mà ăn. Do đó rau củ quả phải nhờ nông nghiệp mà có, mới cung cấp được cho những người sĩ công
thương, rồi sĩ làm cái chỗ nương cho nông công thương vân vân. Ý chúng tôi muốn nói cái đó, trường hợp mà chúng ta nói xã hội mọi người phải nương nhau mà sống thì cái đó mới gọi là y chỉ duyên thôi. Nhưng mà đến cận y, tức là nương mà nương gần, gần gũi nhất, như là vợ chồng nương nhau, thì cái đó là cận y duyên, gắn bó chung thân cả đời. Rồi cha con cái nương cha mẹ nương con cái, thì cái đó gọi là cận y, tức là nương gắn bó. Chứ còn nói con người ở xã hội phải nương nhau, chưa nương nhau bữa nay mình nương người này, mai nương người kia cũng được, không sao cả, đâu có chết đâu, đâu có chết chóc gì. Nhưng mà gọi là nương mà nương gắn bó đó thì mới gọi là cận y. Chúng ta phải hiểu cái từ chỗ đó đó, nó quan trọng ở điểm này. Thì bây giờ cận y duyên đó thì lại chia ra theo trong chú giải, theo chánh kinh mà giải thích, thì chúng ta thấy rõ ràng có cái cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Cảnh cận y là nó phát sanh ra cái tâm, thí dụ như cái cảnh nào mà nó thu hút mình, nó đập mạnh vào tư tưởng mình, trong mắt mình, ở tai mình, thì cái đó gọi là cảnh cận y. Cảnh cận y nó đồng nghĩa với cảnh trưởng, cảnh trưởng duyên. Cho nên cảnh cận y duyên đó, thưa quý vị, là chúng ta phải hiểu. Nếu mà chúng ta thích hợp với cái thời trang đó, khi chúng ta đi ngang qua cửa tiệm đó thì gặp một cái thời trang quần áo và cái kiểu mẫu màu sắc đúng y như là cái tâm mình thích đó, thì lúc bây giờ nó trở thành cái cảnh cận y đập vào mắt mình, nó thu hút, nó thu hút tâm mình hơn là mấy cái đồ đạc người ta trưng bày, người ta trưng bày ở trong cửa tiệm đó, mấy cái quần áo khác nó không có bắt mắt. Thì mình nhìn mình cũng thấy vậy, nhưng mà các cái quần áo thời trang khác đó, thì mình nhìn mà thấy nó chỉ là cảnh duyên thôi. Nhưng mà có một bộ y phục mà nó thích hợp với cái sở thích của mình, thì cái bộ y phục đó, cái bộ thời trang đó, đó nó bắt mắt mình, nó thu hút mình, thì cái đó gọi là cảnh trưởng hay gọi là cảnh cận y. Vậy ta nhớ vậy. Rồi cái thứ ba nữa, thứ hai, nếu được gọi là vô gián cận y, tức là ở đây cũng được, nhưng mà đương một cách là đặc biệt, một cách thường xuyên, phải là như vậy. Thí dụ như tâm trước sanh rồi diệt, trợ cho tâm sau sanh khởi, thì như vậy tâm trước làm cái cận y duyên, gọi là vô gián cận y, vô gián cận y cho tâm sau, vô gián cận y duyên cho tâm sau. Bây giờ chúng ta lấy thí dụ cụ thể như thế này nè. Một người sau này khi mà họ lớn tuổi rồi, họ chân họ yếu, họ mới dùng cái gậy để họ chống đi,
khi họ bước đi, họ phải nương vào cái gậy mới vững vàng. Nhưng mà không phải lúc nào cũng nương vào cái gậy. Khi nào họ bước đi họ mới nương, còn họ đứng lại thì thôi, hoặc có đôi khi đi gần thì họ không cần nương cái gậy. Do đó cho nên cái này chỉ gọi y chỉ duyên, là nương vào cái gậy mà đi. Thế nhưng cái thân này mà di chuyển được là phải nương vào cái chân phải và cái chân trái. Từ nhỏ đến lớn, khi mà chúng ta đi đâu thì chúng ta phải nương vào hai cái chân của mình, nương vào hai cái chân của mình. Thì hai cái chân của mình là cái bộ phận gắn bó với thân thể. Nó khác với cái cây gậy. Cây gậy chỉ là cái chỗ nương phụ thôi, cho nên gọi y chỉ. Nhưng mà hai cái chân làm cái chỗ nương cho thân này đó, thì nó gọi là upadisya, tức là cận y. Cận y, nương tựa. Cho nên cái gọi là vô gián cận y thì quý vị biết rằng là cái tâm sao mà không có sanh khởi được là vì cái tâm trước chưa diệt. Nếu mà tâm trước diệt rồi thì mới trợ cho cái tâm sau. Dựa vào cái lý đó cho nên tâm sau nó sinh khởi. Và sẵn nhắc cái trước và sau thì chúng tôi cũng xin nhắc cái điểm này chút xíu. Sau này quý vị còn gặp nhiều các vị MC sau này có đọc bài đó, chúng ta chú ý là vì ở đây trong cái bản Pali đó, khi nói Purima Purima Kusala Thamma Pachima Năng Năng Thamma Năng, Anantara Pachi Ye Na Pachi Yo, phát hiện sanh trước trước, trợ phát hiện sanh sau sau bằng vô gián duyên. Cho nên chữ trước trước sau sau đó là chúng ta phải đọc liền lạc. Chúng ta phải đọc liền lạc, chứ không phải chúng ta nói các phát thiện sanh trước, trước trợ pháp phát thiện sanh sau, sau bằng cận vô gián duyên. Tự nhiên chúng ta là như vậy nên chúng ta lấy cái chữ đó chúng ta ghép qua ở phía sau thì nghe đọc mất nghĩa. Có cái trường đó đó, người ta ra cái bản thông báo ngày tự trường, nhưng mà viết không có cách khoản hoặc là không có phẩy. Để thay vì người ta nói nam sinh mặc áo bỏ trong quần ngừng cái, nữ sinh mặc áo dài, thì người ta nghe con tức cười. Còn đằng này ông thầy ông lên ông nói là nam sinh mặc áo bỏ trong quần nữ sinh, ông ngừng rồi mới mặc áo dài. Quý vị tự nhiên nam sinh mà mặc áo bỏ trong quần nữ sinh là sao, nghe không hiểu. Còn chữ mặc áo dài bỏ lửng ở phía sau, cách xa như vậy, một cái khoảng cách như vậy nó mất ý nghĩa đi. Cho nên chúng ta phải dừng lại. Các phát thiện sanh trước trước, Purima Purima Kusala Thamma, trợ các pháp bất thiện sanh sau sau, Pachima Năng Pachima Năng Kusala Năng Thamma Năng, Anantara Pachiri Pachayo, bằng vô gián duyên. Chúng ta đọc như vậy thì nó mới rõ. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta cũng có phải có kỹ thuật đọc cho nó đúng thì chúng ta mới đọc qua Pali được. Chứ nếu như mà chúng ta đọc cái việc mà chúng ta đọc không có rõ đó, không có kỹ thuật đó, thì khi mà chúng ta đọc Pali là chúng ta thì chỉ đọc cho có đọc vậy thôi, chứ không có, nó không có làm cho rõ nghĩa. Cái này là sau này chúng ta phải chú ý là.
Bây giờ khi mà chúng ta nói đến thận, thận y duyên đó, thì cảnh cận y là quý vị biết là cảnh trưởng, nó đập mạnh đồ mắt. Vô gián cận y thì nó là phải liền lạc khích khao, tiếp nối với nhau. Và cái thứ ba gọi là thường cận y, thường cận y duyên. Cái thường cận y duyên này thì nó có nghĩa rằng khi mà chúng ta làm cái việc gì đó thành cái thói quen, chúng ta thành cái thói quen, chính cái thói quen đó hay là cái sự tập tạp nhiễm đó, nó trở thành cái thường cận y, rồi mới trợ cho tâm sanh khởi. Khi mà chúng ta đi ra nắng, chúng ta về chúng ta bị nhức đầu, cái nhức đầu đó đó, cái bệnh đó không phải là do vị thời nghiệp duyên, tức là không do nghiệp quả trong quá khứ. Và mà bây giờ hỏi vậy chứ chúng ta ra nắng, chúng ta đi ở dưới nắng rồi chúng ta về chúng ta bị nhức đầu, cái đó là do duyên gì? Chúng ta trả lời ngay là do thường cận y duyên. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta tiếp xúc với ánh nắng từ hồi nãy đến giờ là tiếp xúc gần một tiếng đồng hồ. Cái sức nóng mặt trời, tia cực tím của ánh nắng mặt trời nó cứ phóng xạ vào trong da đầu của mình. Thường như vậy đó, nó thành bị nhiễm. Nó, hay là chúng ta gọi là bị say nắng mới bị nhức đầu. Cho nên có những trường hợp có nhiều người họ không có suy nghĩ, không có để ý, họ không biết nếu như mà mình bệnh không phải là do nghiệp, vậy là do cái gì? Chúng ta nói do thường cận y duyên. Chúng ta cứ ăn cái món đó, ăn hoài và chúng ta không có chú ý. Chúng ta ăn nhiều đồ chua thì nó bị đau bụng chứ không có gì hết. Chúng ta ăn nhiều đường quá thì nó sanh ra bệnh tiểu đường. Nhiều chất ngọt quá thì nó sanh ra vậy. Cái đó cũng là do cái thường cận y duyên. Thường cận y duyên. Hoặc là cái tâm tu tập mà chúng ta tiến bộ được cũng do cái thường cận y duyên, thân đồ chỗ ở hay là người thân cận. Khi mà chúng ta ở gần một người nào đó, nếu mà lâu lâu có cái cuộc lễ, chúng ta tụ họp lại, chúng ta gặp cái người đó trong một giây lát, trong một giờ đi về ai về nhà nấy, thì nó không có ảnh hưởng tới tâm của mình. Nhưng mà mình phải chung sống với họ một chùa. Họ có cái kiến, mình sống với họ thời gian sau kiến của mình phạm phu, mình cũng bị đảo lộn tri kiến. Mình là người trước đây có niềm tin với Phật Pháp, nhưng mình sống ở gần người, họ hay bán bổ, chia trách Phật Pháp Tăng. Chúng ta sống chung với họ thời gian, cái chúng ta bị ảnh hưởng là tâm chúng ta lơ là với Đức Phật, với giáo pháp, với Tăng chúng. Cái đó là do cái thường cận y duyên, ở gần người nó bị tiêm nhiễm. Ngược lại, khi mà đức tin chúng ta yếu, mà chúng ta ở gần người giàu niềm tin ở Phật Pháp, thì lâu ngày chúng ta sẽ được ảnh hưởng, chúng ta có niềm tin tăng trưởng. Trí tuệ chúng ta kém, nhưng mà nhờ chúng ta thường xuyên được gần người trí, nghe nhắc hoài, nói hoài, thì dần dần thì trí tuệ chúng ta cũng mở mang, cũng sáng lên. Thì cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, cảnh cận y hay là vô gián cận y, cái đó cũng thường xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà ảnh hưởng tu tập á,
là nó quan trọng cái thường cận y gì. Bởi vì cái cảnh cận y đó nhiều khi thưa quý vị, như cảnh đó mình thích thì mình gặp mình hợp nhãn, hợp nhĩ, hợp tỷ, hợp thị, hợp. Chúng ta hợp. Rồi sau cảnh cận y nó cũng trở lại bình thường. Còn vô gián cận y thì hễ tâm sanh trước trở tâm sanh sau, muôn đời là như vậy, không có thay đổi được. Nhưng mà cái thường cận y duy chúng ta có thể lập trình, xây dựng để trở thành cái thường cận y duy tốt cho chúng ta. Có cái bà đó, bà ở nhà, sao bà yếu, bà bị bệnh, ho hen, khó thở. Bà cảm thấy như lúc nào cũng bị cảm. Thế bà mới đi đến thầy thuốc, đi đến ông thầy thuốc mới xin khám bệnh. Bà mới mô tả vậy. Thì ông thầy này cũng linh trí, thầy thuốc này cũng linh trí. Ông hỏi bà ở trong nhà, bà có thường xuyên mở cửa cửa sổ không? Đồ đạc ở trong phòng nó có bề bộn không? Thì cái bà đó bà cũng thú thật. Bà nói gì con nó mới lắp cái máy lạnh, cho nên tối ngày tôi ở trong phòng lạnh, mở máy lạnh cho nó mát dễ chịu, cho nên ít có mở cửa sổ sợ nó hao điện. Còn đồ đạc ở trong phòng thì nghỉ nhà của mình muốn bài sao bài. Thì cái thầy thuốc mới nói rằng không được, bây giờ bà khỏi có uống thuốc trị bệnh hết, đi về đó thì bà chịu khó, chỉ có giờ ngủ ban đêm thì mới mở máy lạnh đóng cửa sổ kín lại thôi, còn ban ngày thì phải mở cửa sổ lấy ánh sáng bên ngoài, và do cho nó có bị cái khí tụ, đông y người ta gọi khí tụ, mà phải cho nó thông thoáng, rồi đồ đạc cái gì mà không cần thiết dùng xài hiện tại thì xếp cất vào kho cho nó gọn, hoặc bỏ đi những chai, những ly vân vân, bỏ đi để cho cái phòng nó thoáng. Thì bà về và làm như vậy. Tuần lễ sau bà đến đây, tôi sẽ khám bệnh và cho thuốc. Các bạn nghe nói vậy bà mới về và làm y vậy thưa quý vị. Thì tuần lễ sau bà không đến nữa, bà không đến thầy thuốc. Đến bắn thời gian sau thầy thuốc gặp lại bà ở trong một dịp nào đó, nó hỏi sức về sức khỏe lắm. Lúc này bởi vì ở trong nhà nó thoáng mát này, hít thở không khí nó thoải mái cho nên không có bệnh. Thì quý vị thấy cái đó cũng thường cận y duyên. Cái thời tiết, cái chỗ ở nó cũng là cái thường cận y duyên. Hôm nào mà chúng tôi viết bài mà chúng tôi bị hư hoài đó, cái chúng tôi nhìn trên bàn xem coi sách vở mình để nó ngổn ngang quá, thấy sách để ngổn ngang quá, chúng tôi xếp lại cái chỗ nào, sách nào mà mình chưa cần nghiên cứu tới thì mình cất vô tủ lại, mình chỉ để một vài quyển tham khảo để mà soạn thôi. Thế là cái bàn nó trống, nó thông thoáng, thì lúc bây giờ nó trợ cho tâm nó minh mẫn, cho nên viết suôn sẻ. Phải kinh nghiệm vô đó thưa quý vị. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái mà chúng ta phải tự kinh nghiệm. Cho nên chúng tôi rộng nhất là khi mà chúng ta học Phật Pháp, học nghe giống như giảng triết học vậy đó, học cái môn triết học, học xong về bỏ đó, chúng ta không chịu thực hành, cho nên chúng ta chẳng hiểu gì hết. Còn khi mà quý vị học, thí dụ hôm nay chúng ta học tới cái cận y duyên, trong đó có cái thường cận y duyên, thì quý vị về quý vị nhớ, sao mà lúc rày mình dễ hay quá tâm sân quá. Tại sao vậy? Quý vị coi cái thường, cái gì nó làm cái thường cận y duyên cho quý vị khởi tâm sân? Thường xuyên gặp những cái người
hay gấp gỗng cao có, mình ở gần người đó riết mình tâm sân cũng sanh khởi nữa. Hay là thường xuyên sống ở trong cái thời tiết nhiệt độ cao, chúng ta bị đốt nóng thường xuyên, tâm sân cũng sanh khởi nữa, vân vân. Chúng ta phải chú ý chỗ đó. Hoặc là vật thực, chúng ta thường xuyên ăn những cái đồ cay nóng vân vân thì cũng làm cho mình bực bội khó chịu nữa, cái tâm dễ nóng. Cho nên chúng ta phải quan sát, chúng ta phải quan sát, phải quan sát những cái yếu tố thường gần y duyên đó mà chúng ta chỉnh sửa. Thì như vậy chúng ta tu được thôi, thứ gì cũng có chi cả. Chúng tôi thường nói ngoài ở trong chùa, chúng ta không cần phải sang, nó thông thoáng được rồi. Bởi vì sang mà màu sắc lòe lẹt, nó làm cho mình có cái thường cận y duyên, nhìn cảnh sắc đó cái tâm mình bị dị ứng. Còn khi mà chúng ta cho màu nó nhã một chút, nó không có tối, cho nhã chút xíu, rồi chung quanh cảnh quan nó sạch sẽ, ngăn nắp, thông thoáng, thì tự nhiên tâm thiện nó dễ phát sanh. Quý vị cứ nhớ vậy. Đó là cách mà chúng ta tu tập thành thường cận y duyên. Thường cận y cũng là yếu tố để mà trợ giúp cho tâm thiện, thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến tiền sanh duyên và hậu sanh duyên 10 và 11. Thì các vị chú ý như thế này: các pháp duyên trợ tạo ra hữu vi, ra pháp hữu vi. Các duyên trợ tạo pháp hữu vi, nó có cái giống, nó trợ, có những duyên nó trợ theo cái giống tiền sanh, giống hậu sanh. Tiền sanh tức là sanh trước, hậu sanh có nghĩa sanh sau. Năng sanh trước mới trợ cho sở sanh ra được. Thì như vậy trường hợp này chúng ta gọi là tiền sanh duyên. Thí dụ như người bán và người mua, thì cái người bán đó họ phải dọn hàng trước, rồi người mua họ đến sau để họ mua. Thì như vậy khi mà người bán dọn hàng trước và họ trợ giúp cho người mua, thì chúng ta gọi sự trợ giúp này là tiền sanh duyên. Ngược lại, vì có người mua sẽ mua, cho nên cái người bán mới bày hàng ra. Chứ còn giờ ở giữa sa mạc như vậy, biết không có người sẽ đến mua, ở giữa hoang mạc trống trải như thế này, rồi mình bày hàng ra mình bán cho ai? Bán cho ma quỷ sao? Cho nên cái phía sau chúng ta nói, chính cái người mua họ sẽ đến mua, sẽ đến mua, hỗ trợ, trợ giúp cho cái người bán bằng cách là hậu sanh duyên, bằng cách là hậu sanh duyên. Cho nên cái trước và cái sau thôi, thưa quý vị. Mà hễ năng duyên phải có điều kiện là sanh trước để trợ, thì như vậy để gọi là tiền sanh sau để trợ giúp, thì vậy hậu sanh duyên. Và thì chúng ta có một thí dụ khác,
một cái bệnh viện ở cái vị trí đó ở trong thành phố này đang được xây dựng. Bệnh viện xây dựng xong rồi thì mới trị cho các bệnh nhân ở trong thành phố đó, khi họ bệnh họ đi đến. Cho nên bệnh viện là cái chỗ mà phải được hình thành trước để giúp cho các bệnh nhân, thì chúng ta gọi bệnh viện mà giúp cho các bệnh nhân bằng cách là tiền sanh duyên. Cũng giống như nhãn vật, tức là thần kinh nhãn, nó phải sanh trước cho dài dặn xong rồi nó mới làm chỗ nương cho cái tâm nhãn thức giới sanh khởi. Thì như vậy nhãn vật trợ cho nhãn thức giới bằng cách là vật tiền sanh duyên. Chúng ta gọi là vật tiền sanh duyên. Cũng vậy, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật, nó trợ cho tâm sanh bằng cách là vật tiền sanh y duyên hết. Bằng cách là tiền sanh y duyên hết. Nhưng mà vật tiền sanh y duyên, chúng ta cũng phải nói thêm nữa, nó có một cái trường hợp mà chúng ta gọi là cảnh tiền sanh. Thế nào gọi là cảnh tiền sanh? Cảnh sắc nó phải hiện khởi trước, phải có mặt trước mới trợ cho cái tâm nhãn thức và các pháp tương ưng bằng cảnh tiền sanh được. Bằng cảnh thân nó phải có trước, nó mới trợ cho nhĩ thức, vân vân. Thì như vậy cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đều là cảnh tiền sanh để trợ cho tâm nó phải sanh trước. Trên này chúng ta phải hiểu là có cái cảnh tiền sanh, còn tiền sanh. Nhưng mà chúng ta lại có thêm một cái gọi là vật cảnh tiền sanh. Cái này thì ở trong chú giải dựa vào cái chi pháp chánh tạng mà nói, chúng ta cũng đừng có bận tâm cái chỗ này lắm. Tại sao vậy? Cảnh tiền sanh là nói đến cảnh của tâm, cảnh trợ cho tâm sanh. Và nói đến sáu sắc vật trợ cho tâm nương sanh. Nhưng mà trong sáu sắc vật đó có sắc ý vật. Có sắc ý vật cận tử, tức là lúc sắp chết đó, thưa quý vị. Cái sắc ý vật cận tử, tức là chúng ta nói đơn na là cái sắc tim đó, sắc cái tim, cái chỗ để mà duy trì cái sự sống đó. Thì trong lúc mà cận tử, một người tu tập có chánh niệm, họ sẽ lấy cái nhịp đập của trái tim làm cảnh để họ trú tâm. Đồng thời trái tim đó là sắc ý vật, là tiền sanh, nó sanh trước nó mới lớn mạnh được. Cho nên sắc ý vật cận tử nó trợ cho tâm cận tử, cái lộ trình tâm cận tử bằng cách là vật cảnh tiền sanh duyên, gồm cả hai. Trong đời sống bình nhật của chúng ta, vật tiền sanh là vật tiền sanh, không có liên quan đến cảnh. Mà cảnh tiền sanh là cảnh, không có liên quan đến vật.
Thế nhưng trong giờ phút lâm chung, sắc ý vật nó vừa làm cảnh cho tâm mà cũng vừa làm vật tiền sanh cho tâm lương. Chỉ có sắc ý vật thôi thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, cũng đơn giản, chi pháp cũng đơn giản chứ không phải khó. Chúng tôi chịu khó, chúng tôi sắp xếp thật ra đó thưa quý vị, ở trong nguyên văn của ở cái tâm mắt thất sa gá thắng pháp tập cái luận là không có trình bày kỹ lưỡng một duyên chánh tạng như là tiền sanh duyên mà phân ra ba cái này. Nhưng mà vì chúng tôi đã từng dạy về duyên hệ cho học viện, cho nên chúng ta biết rất rõ trong trường hợp này, bỏ qua thì uổng lắm. Thế cho nên chúng tôi mới đem vào đây để chúng tôi bổ túc, bổ sung thêm cho cái chương thứ 8, để mà những Phật tử nào không có duyên học cái lớp, không có cơ hội để học cái lớp duyên hệ nữa, thì chúng ta đọc qua cái quyển Tác Yếu A Tỳ Đàm của chương thứ 8 này, chúng ta cũng biết chút chút về duyên hệ cũng được, cũng tốt thưa quý vị. Rồi bây giờ nhé, khi mà chúng ta nói về cái hậu sanh duyên, hậu sanh duyên thì đơn giản thưa quý vị, không phải rắc rối lắm đâu. Như chúng tôi đã nói quý vị, sự trợ duyên bằng mãnh lực sanh sao gọi là hậu sanh duyên. Hôm nay ở trong xóm, con đường được quét dọn sạch sẽ, nhà nhà phải trang trí sao cho nó ngoạn mục, để ngày mai gần đón quan trạng về làng vinh quy bá tổ. Thì quan trạng về làng đó, quan trạng là năng duyên, nhưng mà sẽ về sau để trợ cho cái việc mà trang hoàng đường xá nhà cửa, phải trang hoàng trước bữa nay. Hoặc là nếu thiếu gì chuyện để chúng ta suy nghĩ, một cái hội trường ngày mai sẽ diễn ra cái cuộc hội nghị, có những đại biểu họ đến tham dự, cho nên hôm nay cái hội trường phải được trang trí ánh sáng âm thanh trước. Nhưng mà hỏi vậy chứ, cái hội trường này trang trí âm thanh do sự kiện gì, thì mọi người sẽ trả lời là do sự kiện ngày mai các đại biểu sẽ về để dự hội nghị. Thì như vậy các đại biểu sẽ về dự hội nghị đó là năng duyên giúp cho cái hậu trường được trang hoàng ngày hôm nay đó, bằng cách gọi là sinh. Chúng ta nhớ đi, cái chuyện mà tâm sanh sau trợ cho cái sắc sanh trước thì cũng dễ. Buổi tối mà chúng ta vô, chúng ta ngủ mê, không nghe, không ngửi, không đếm, không đụng, chúng ta ngủ bằng cái tâm thao quan cái trực tác, là cái tâm hữu phần hay là cái tâm hữu kiếp. Thế nhưng cái thần kinh nhãn, tức là con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, tới sáng nó vẫn hoạt động tốt, chứ nó không có bị sình, không có bị thối rửa. Tại sao vậy? Là tại vì đêm nay mình ngủ đó, nhưng mà sáng mai thì cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tâm thức sẽ sanh. Cho nên cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức sẽ sanh đó, nó làm cái năng duyên, nó làm hậu sanh duyên, để nó trợ cho
các cái sắc Phật bây giờ còn được sống còn, chúng ta hiểu gì? Những cái vấn đề này không phải là khó thưa quý vị. Cái quan trọng nhất là chúng ta học thắng pháp đó, là chúng ta phải có cái đầu óc nhạy bén, biết suy tư, nhạy bén biết suy tư, và chúng ta cần phải suy nghĩ ứng dụng trong cái cuộc sống của chúng ta, thì tự nhiên là quý vị sẽ thuộc bài thôi. Còn khi mà chúng ta không có suy nghĩ, không suy tư và không biết ứng dụng bài học vào ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng học ở trong lớp á, là chúng ta học vậy, nhưng mà chút xíu nữa đây khi hết giờ đóng rùm lại rồi bước ra bên ngoài chúng ta không có suy nghĩ tới cái chúng ta quên. Bây giờ chúng ta bắt đầu áp dụng, ngày mai mốt á, chúng ta làm cái việc gì, hay là chúng ta gặp cái người đó cái tánh khí khó khăn, thì mình suy nghĩ cái người này do cái thường cận nghi duyên, họ tiếp xúc với cái điều kiện rắc rối, nó quen rồi, cho nên bây giờ cái tánh khí họ khó khăn. Mình nghĩ cái thường cận nghi duyên họ vậy thôi, bỏ qua. Rồi khi mà chúng ta ở gần một người mà khiến cho cái tâm thiện của chúng ta nó sanh khởi, mát mẻ chúng ta hỏi tại sao vậy, để chúng ta nói cái này là do cái thường cận ly duyên, thân cận gần gũi, bậc hiền trí, cho nên tâm thiện nó sanh khởi. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế là chúng ta thuộc bài. Quý vị nên chú ý những cái điều mà chúng tôi nhắc như là cái mẹo để chúng ta học. Bây giờ thì bài học hôm nay đến đây cũng vừa đủ tạm với cái thời gian và chi pháp. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây và kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng cũng như Thượng tọa Từ Quyền, Thượng tọa Tân chia sẻ thêm với lớp học về cái bài học hôm nay. Kính chúc quý ngài được an lạc, kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được an vui tiếng Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính kiến của Thượng Tự Sư, Chí Thúc Đức và Thư Quý Phật Tử. Dạ, để Thánh Sư Huynh nghĩ. Thưa vị, hôm nay chúng ta được tiếp theo học về liên hệ. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Yeah. Thưa quý vị, đây là một điều mà chúng tôi thường nhắc những vị học thắng pháp đó, là có những bài học khi mà chúng ta đi vào thắng pháp đó, thì chúng ta nghĩ đó cái cách chuyên môn là thắng pháp thôi. Nhưng mà kỳ thật những bài học đó đó có thể đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là ở trong lĩnh vực tu tập. Và cái bài học về duyên hệ đó là một thí dụ.
Ngay cả mai mốt chúng ta học về giáo lý duyên khởi cũng vậy. Nếu mà không nhắc điều đó, nó có đôi khi chúng ta nghĩ rằng chuyện đó là chuyện chuyên môn thôi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong lịch sử văn học của nhân loại đó, có một tác phẩm nó không thuần văn học, nó thuộc về quân sự. Đó là quyển Tôn Tử Binh Pháp của Tôn Tẫn đó. Thì thưa quý vị, chúng ta thường hay nghe những cái kế sách giống như là 30 là thường đã, thay vì đem quân qua cứu triệu thì vây ngụy mà bắt buộc bằng quyền phải phân tập ra vây ngụy cứu triệu. Thì những cái tác phẩm đó chúng ta mới nghe đó, nó có tới cách như là thuần về binh pháp, tức về quân sự. Tuy nhiên ngày hôm nay ở trong một số các cái trường đại học, ví dụ như trường đại học về thương mại của Hồng Kông chắc hẳn, thì người ta vẫn khuyến khích các sinh viên đọc những điều đó và đem áp dụng ở trong thương trường. Chiến trường hay thương trường nó có những điểm cạnh tranh khốc liệt giống nhau. Hãy đem cái này áp dụng cái kia, nó cũng là một điều khả dĩ, chứ không phải là binh pháp chỉ áp dụng cái chiến trường mà thôi. Thì trong trường hợp mà chúng ta đề cập đến ở đây, khi đề cập đến giáo lý liên hệ giữa sinh đó, thì những gì được đến nó có giá trị trong nhiều lĩnh vực, chứ không phải chỉ đơn thuần là mang tới cách rất là chuyên môn. Thật ra ở trong bộ Pháp Thú, đúng là gọi là Đại Pháp Thú, tức là bộ thứ bảy của Tạng Diệu Pháp đó, thì khi đề cập đến duyên hệ đó thì đề cập đến nhiều lĩnh vực, thí dụ như pháp thiện đối với pháp bất thiện, đối với pháp vô ký và ngược lại. Rồi không phải chỉ pháp thiện mà có pháp là nhân là quả, rồi phi nhân phi quả, rồi pháp thủ, rồi pháp thành gia thủ, vân vân. Ở trong tâm đề thiện ở vị đề kinh chúng ta nghe đề cập đến rất nhiều. Thì nếu vị nào mà đã đọc ở trong bộ Pháp Thú, Pháp Thú thì sẽ thấy rằng những cái duyên mà chúng ta đề cập á, không phải chỉ đề cập trong tam đề mà đề cập trong nhị đề kinh nữa. Điều đó có nghĩa là cái định luật về duyên hệ đó, nó không phải chỉ áp dụng đơn thuần, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Ví dụ hồi nãy quý vị nghe nói tới bậc tiền sanh duyên đó, hay là cảnh bậc tiền sanh duyên đó, đó là một chi tiết rất là chuyên môn, rất là chi tiết, nhưng mà chúng ta cũng sẽ áp dụng trong đời sống hàng ngày. Vì vậy sau bài của Hòa Thượng Tuệ Siêu đó, thì chúng tôi muốn nói đến một vài cái sự ứng dụng của những duyên này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước nhất là chúng ta nói về hộ tương duyên. Hộ tương duyên như là cái ghế có bốn chân, nói cái chân này trợ cho ba chân kia cũng được, mà ba chân kia trợ cho chân này cũng được, tức là nương nhau mà sống. Bây giờ chúng ta thấy một cái căn nhà khi gì nó đứng được, không phải chỉ do một cái bức tường, hai bức tường, ba bức tường, mà toàn bộ các bức tường nó nương nhau. Mình nhìn ở bên ngoài thì mình không thấy, nhưng mà những người mà xây cất thì họ biết rõ điều đó. Ví dụ bên Florida kỳ rồi, thưa quý vị, có một cái tòa nhà nó bị sụp đổ xuống, và sau đó người ta điều tra ra rằng trước đó đã có cảnh báo
là có một cái mảng hở ra. Và cái mảng hở này nó dẫn theo cái sự sụp đổ cả bức tường. Và bức tường đó nó làm sụp đổ cả một cái phần của cái building lớn đó. Thì chúng ta hỏi tất cả những người xây cất ấy, thì thật ra không ai có thể nói rằng căn nhà này nó đứng là do bức tường này hay do bức tường kia. Mà nó phải là một cái sự cộng hưởng. Nó là một sự tương tác, hỗ tương qua lại như ghế bốn chân. Điều này nó áp dụng trong đời sống tu tập của một hành giả đó. Mình là người đi tu. Thế nên mình nên hiểu rằng cái sự tồn tại của Phật Pháp, sự tồn tại của Đạo đó, nó là một cái sự tồn tại của nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên. Thành ra mình đi tu, mình nên biết trọng người tu. Chúng tôi lấy ví dụ, ngày hôm nay mà chúng tôi là một vị tu sĩ, mà có thể sống ở trong chùa, không phải một mình lập cái đạo được đâu. Một mình làm sao lập đạo được? Không có. Mà mình tồn tại là do cả một cái truyền thống. Vì vậy, những cái vị đi tu á, là phải có cái ý thức về sự nương nhau. Nương nhau mà sống. Đừng có nói chi cả một cái cộng đồng Phật giáo lớn như ở trong chùa. Quý vị thấy, chư Tăng, tử Phật tinh chư Tăng, vị trụ trì nương các vị Tăng Ni khác trong chùa, các vị Tăng Ni nương vị trụ trì. Cái thế mà hổ tương á, nó rất thường thấy ở trong cuộc sống. Nhưng mà con người chúng ta thì ít bao giờ nhận thấy điều đó. Chúng ta sống nhiều khi mình nghĩ rằng mình tự thị, mình là ngon lành, mình chỉ có mình thôi. Thế giới này chỉ mình không phải. Thế giới này không phải có mình đâu. Nó là cả một cái sự vận hành mà trong đó nó đòi hỏi cái sự đưa qua đưa lại. Quý vị thấy như ở Việt Nam đó, ngày xưa đó, trong thời kỳ bao cấp thì chính quyền nghĩ rằng chính quyền là nhất thôi. Dân chúng sao kể không cần biết. Nhưng mà khi mà người ta đủ cái sự khôn ngoan và đủ sự trưởng thành rồi đó, thì người ta nhận ra rằng chính quyền cũng phải là biết hết đâu, mà còn phải nương vào dân chúng, nương vào thương gia. Đụng chuyện ấy, thì cũng cần hội họp các thương gia để hỏi ý kiến. Chứ không phải là chuyện mà chính quyền biết hết mọi việc. Cái xã hội nào, một cái đoàn thể nào và người tu tập nào mà ý thức được cái yếu tố chung đó, nó ảnh hưởng yếu tố riêng như thế nào đó, thì đó là một dấu hiệu trưởng thành. Còn chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống một mình một chợ không cần biết ai hết, thì cái đó là một sự sai lầm. Sai lầm rất là lớn. Tại vì sao vậy? Tại vì sự tồn tại của chúng ta đó, nó không đơn thuần là của con người, mà nó còn có xã hội. Không đơn thuần có xã hội, còn có môi sinh. Không có phải có môi sinh, mà còn có những yếu tố về thời tiết. Bây giờ càng hiểu biết thì chúng ta thấy rằng cuộc sống đó, nó là một sự nương gá với nhau. Nó tự nhiên nó như vậy. Và trong sự nương gá này đó, nếu có cái phần nào đó nó suy yếu, nó sụp đổ, thì những phần khai sai khác sụp đổ, như là cái thế môi hở răng lành chẳng hạn, rất cần để chúng ta thấy được. Vì vậy, khi mà mình tu tập đó, người nào hiểu được điều này thì mới thấy được là cái sự an lạc của mỗi người là sự an lạc của mình. Cái sự bình an của mỗi người là sự bình an của mình. Cái sự tốt đẹp của mỗi người là tốt đẹp một mình của mình. Tốt lá, tốt nem, tốt chị, tốt em. Và cái người sống mà chỉ nghĩ rằng chỉ một mình một chợ không cần biết ai, ai sống bằng ai, chết bằng ai đó, thì điều đó người đã thiếu sự hiểu biết về cái luật mà chúng ta gọi là luật khổ tương. Tương đồng nghe vua ngồi ở trên gai vàng, mà vị vua không nghĩ đến là mình cần đến quần thần, cần đến dân chúng. Thì nếu không có dân chúng, có quần thần, mình là vua với ai? Mà nếu mà dân chúng nghèo thì quốc khố cũng trống rỗng thôi. Thành ra
trong cuộc sống này đó, cái ý thức về sự nương gá với nhau, sự nương nhờ với nhau, gọi là hỗ tương duyên, rất là quan trọng. Và đặc biệt nhất là người tu. Người tu á, mà không thấy được rằng cái chiếc y mà mình mặc, thực phẩm mà mình ăn là do cả một cái cộng đồng, do cả một cái tập thể, cả một cái tăng chúng tồn tại đó, thì mới có mình. Thử nghĩ thì một ngày nào đó tăng ni không có bị nào ra sống với xứ người rồi mới thấy. Có nhiều khi mà đến một khu vườn, một cái phần đất đó, mà không có Phật giáo, mình cu khi một mình thôi, thật ra khó làm chuyện đạo lắm, thưa quý vị, rất khó làm chuyện đạo. Đúng rồi, mình mới thấm thía là thấy tại sao mà chúng ta cần phải có cái hiểu về một cái định luật gọi là luật khổ tương. Rồi thứ gì, có một cái luật thứ hai là cái luật nương gá hay luật y chỉ. Cái luật y chỉ đó nó tạo một cái lực. Quý vị nhớ nha, ở trong duyên đó, khi mà mình học vào duyên hệ đó, là chúng ta học luôn cả cái trường hợp gọi là cách và thế. Dạ, cái cách và thế, cả học cả hai luôn. Đồng ý Phật tử chờ cho chúng tôi chút xíu. Hello. Hello. Dạ, xin lỗi quý vị. Thì chúng ta nương, và chúng ta phải biết điều đó. Cũng như ông bà chúng ta nói là ăn cây nào rào cây đó. Ở trong gia đình mà mình sống, mình nhờ vào cây mít và nhờ vào cây xoài mà mình không có gìn giữ, ngày nào đó nó không còn nữa, nó bị sâu, nó bị lý do đó, thì chúng ta rơi vào trong tình trạng túng bẩn. Mình sống có nhiều khi, thưa quý vị, mình sống nhờ cái bóng mát của vị trưởng lão, nhưng mà lại có chuyện đó. Mình sống nhờ cha mẹ, mình cũng có biết chuyện đó. Ngày nay con người chúng ta đó hay sống trong cái thái độ gọi là bất chấp, không có hiểu biết. Một khi mà dân chúng trong một quốc gia mà chỉ lo đánh phá với nhau mà không bảo vệ cái nguồn máy mà mình có, cùng với pháp trị mình có, không bảo vệ cái quê hương đất nước, cái nơi mình nương tựa đó, thì quả thật là càng ngày nó càng suy sụp đi. Chúng tôi một vài cái tài liệu, họ nói về những cái quốc gia mà họ biết khai thác cái mà mình có. Ví dụ như ở tại Thái Lan, người Thái họ có một cái ưu điểm như vậy, là chúng ta về một nơi ở Chiang Rai. Ở Chiang Rai đó, thì nổi tiếng là cung điện cổ, nổi tiếng là chùa chiền, nổi tiếng là đặc sản địa phương. Thật ra người Thái đó, họ có cái đặc biệt là họ gìn giữ và gìn giữ rất tốt những di sản văn hóa. Và có cái di sản văn hóa đó, thì du khách mới đến và mới thưởng thức điều đó. Nếu mà cái di sản văn hóa mà bị phá hủy, thì thật ra người ta chẳng có lý do gì về Chiang Rai hết. Ở đâu có cái gì đâu mà đến. Như ở Việt Nam bây giờ đó, chúng tôi có thấy được một cái dấu hiệu, đó là người ta bắt đầu chịu khó cho phép xây cất những cái chùa chiền hay là trùng tu những chùa chiền đẹp. Tại vì sao? Dần dà rồi, từ chính quyền tới dân chúng ở ngoài miền Bắc á, họ ý thức được rằng nếu mà cái kỹ nghệ du lịch phát triển ấy, thì Việt Nam hưởng lợi rất là nhiều. Mà chủ kỹ nghệ du lịch phát triển không phải là người ta chỉ đến ngó núi đồi đủ thôi, nói những công trình văn hóa. Và chùa chiền là một ở trong những thế mạnh đó. Thật ra khi mà người ta có tiền á,
họ xây những cái chùa đẹp là tại sao vậy? Tại vì có thắng cảnh thì phải kể đến danh lam. Danh lam tức là chùa nổi tiếng. Và dần dà như là ở bên Trung Quốc, ở Việt Nam, họ sẽ đi theo cái cách mà các quốc gia như Thái Lan, Miến Điện đều làm được. Đó là có những ngôi chùa, những đại tự mà nổi tiếng thì nó mới thu hút người ta đi. Đôi khi thưa quý vị, người ta đến Mandalay không phải chỉ thăm thành phố Mandalay, mà họ đến thăm Mandalay, họ đi thăm xã cài, sang Mandalay Palace. Tại vì những cái ngôi chùa lớn, nó là nơi thu hút khách du lịch. Thì những điều đó chúng ta hiểu rằng, ăn cái nào rào cái đó. Dân chúng trong làng mà được hưởng lợi nhờ du lịch. Và do vậy họ mới gìn giữ cái di sản ở địa phương. Và điều đó là điều rất rõ ràng trong cuộc sống. Rõ ràng lắm. Người tu cũng vậy. Có nhiều vị tu sĩ đó vào chùa tu không bao giờ có được cái ý thức rằng mình ăn cơm của Phật. Thập Phương Ba Tánh họ đến chùa không phải chỉ có vì ông sư mà họ đến đâu. Phật Tư Bách, Phẩm Ba Tánh họ đến là vì Phật. Ở trong chùa mà bằng Phật không bao giờ lau dọn sạch sẽ, không bao giờ thờ Phật quá trang nghiêm, vì là thờ cho có thôi. Rồi tối ngày cứ than. Than là sao Phật tử bây giờ không lo cho mấy sư, không biết làm được gì. Tại vì chúng ta không biết một cái định luật căn bản là Phật tử đi chùa trước khi họ vì nhà sư là họ vì Phật trước. Vì Đức Phật. Thì tại sao chúng ta không có bắt chước các ngài đi trước, các vị cổ nhân đi trước, là ở nơi nào mà nhờ sư sống đó, thì ít nhất sự thờ phượng phải trang nghiêm. Cái bài học đó là từ cổ chim chỗ nào cũng có hết. Và mình sẽ phải để ý. Không để ý điều đó đó thì thật ra rất là thiệt thòi. Dạ, rất là thiệt thòi. Và mình phải biết là cái chỗ nương của mình như thế nào. Có nhiều người thưa quý vị, trong những cái gia đình mà bi kịch đó, cha mẹ đó là cái chỗ nương cho con cái. Nhờ có cha mẹ mà con cái quây quần với nhau, nhờ có cha mẹ mà cái công ăn việc làm của gia đình phát đạt. Nhưng con cái nó lớn lên nó hưởng, không bao giờ biết chăm sóc đến cha mẹ. Khi mà cha mẹ đuối sức, khi cha mẹ nằm xuống rồi đó, thì tất cả nó vỡ vụn hết, nó không còn được nữa. Tại vì sao? Người ta đã không biết chăm sóc cái gì cần chăm sóc. Ở trong một quốc gia, trong một xã hội, trong một ngôi chùa, trong một gia đình, chỗ nào cũng có những bóng mát, có những cây đại thụ phải nương, và nên biết gìn giữ. Đức Phật ngày dạy cái đó kỹ lắm. Ngày dạy chúng ta là phải biết gìn giữ cái gì cần phải gìn giữ, chăm sóc cái gì cần phải chăm sóc. Và bây giờ thì chúng ta còn nói đến một cái duyên khác rất là quan trọng trong ngày hôm nay, đó là cận y duyên. Thật ra quý vị nghe chữ cận y duyên á thì nghe nó hơi xa lạ một chút, tại vì đây là danh từ chữ Hán, và chữ Hán này là quý ngài dịch, ngài thực sự ngài dịch theo cái chữ ngày xưa, không thì từ Pali. Nisya là nương, Upanisya là cận y duyên, tức là, nhưng mà nó thì ngôn ngữ ngày nay là cái chữ cự ly. Cự ly là gì? Cự ly là cái gì nó gần, thường gần nên ảnh hưởng. Yeah. Cái gần này nó rất là quan trọng. Chúng ta nên nhớ một điều là cái cự ly đó không nên xem thường. Chúng tôi có gặp rất nhiều trường hợp là mình thành công hay mình thất bại là do cái gần với mình mà mình không để ý. Lý do tại sao ngày xưa Mạnh Mẫu đã nhiều lần rời nhà, tại vì Mạnh Mẫu đã thấy rằng con của mình ở gần nghĩa địa thay làm đám tang, ở gần cái chỗ gò sát sanh thì hay bài cái chuyện mà con này con kia. Cái cự ly có thể ảnh hưởng mình nhiều lắm, mình không để ý. Thưa quý vị, chúng tôi ở chùa đó, hồi xưa có chuyện này là
sư Giác Nguyên và gọi sư Tuệ Khanh đó, sư có một cái cách nói chuyện ảnh hưởng rất nhiều đến những vị sư xung quanh. Lúc mà sư mới qua Mỹ ở chùa Pháp Luân, lúc sở thì cũng hơn ba năm, thì trước tôi khám phá ra rằng chư tăng ở trong chùa, những cái vị mà ở gần sư đó, dần dà nói chuyện với sư nhiều khá lắm. Nó cũng không đến nỗi gì tai hại, nhưng mà nó hơi buồn cười. Ví dụ như là sư Giáo Viên hay dùng chữ là má nhìn không ra. Má nhìn không ra tức là cái chuyện đó bây giờ nó biến đổi nhiều quá, rồi đến nỗi mà mẹ mình cũng nhìn ra mặt mình, má nhìn không ra. Làm cái này má nhìn không ra, thì tiếng tôi cũng nghe nhiều vị sư nói chữ đó. Hay là thay vì người ta dùng cái chữ mệt mỏi quá, sư dùng chữ nó quải quá, làm cái rứa ăn cái rứa quải quá, thì chưa nghe nhiều vị sư cũng nói như vậy. Và những vị sư này không nhất thiết là những vị nhỏ đâu, có vị cũng lớn, có vị lớn Giới Nguyên, cái cự ly đã ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Vì vậy đó, ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên như vậy, là nếu mà có người hơn mình thì nên thân cận, còn nếu có người kém hơn mình thì ta làm đi một mình. Tại vì phải coi chừng là cái người đồng hành với mình họ lôi mình xuống, coi chừng cái người ở gần mình đó họ kéo mình xuống, họ kéo xuống bùn nữa. Tại vì cái lôi thôi của họ, họ không cho mình được cái gọi là cái ảnh hưởng tích cực, ảnh hưởng tốt, mà trái lại họ lại tạo cho mình những cái buồn. Quý Phật tử nên để ý, có nhiều vị rất là chủ quan, rất là chủ quan ở mức độ như vậy là nghĩ rằng có bản lãnh, mình có khả năng, thành ra mình không có sợ những người khác ảnh hưởng mình. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ, xin lỗi quý Phật tử, có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, tôi cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, mình tu á, mình đã để ý như vậy là mình ở gần người nào nói nhiều, hay là ở gần người nào hay nói xấu người khác, hay ở gần người nào hay tiêu cực, thì quý vị cẩn thận. Ban đầu thì chúng ta coi thường chuyện đó. Ồ, người ta có tật hay nói không ăn thua tới mình hết. Nhưng mà chừng người ta nói chuyện thiên hạ nhiều, rất cái đổ cũng ảnh hưởng. Chúng tôi gặp nhiều vị như vậy. Quý vị ở gần cái người mà họ hay học Phật Pháp, thì quý vị lại học Phật Pháp. Mà ở gần người nào mà lo chuyện thế sự, tới ngày cứ bàn chuyện chính trị, bàn chuyện này chỉ lâu ngày cũng ảnh hưởng. Nên rất là cần để chúng ta lâu lâu chúng ta thử nhìn lại, thử xem là lúc này mình có thay đổi gì không, những người thân cận mình như thế nào, mình nên để ý. Tại vì nếu mình không để ý đó, có nhiều khi mình đi xuống mà mình không hay. Chúng tôi gặp nhiều vị lắm, thưa quý vị. Hồi trước chúng tôi có lần có một vị
thầy quen, thầy Minh Bắc Tông, mà chúng tôi rất là thương. Thầy đó với chúng tôi thường trao đổi một số việc trong kinh điển, nhất là kinh điển chữ Hán á. Thì có thời gian tự nhiên là chúng tôi mỗi lần nói chuyện với thầy, thầy hay bàn về vấn đề bói toán, vấn đề phong thủy. Thì ban đầu thì chúng tôi cũng lắng nghe, nhưng mà sau thời gian thì chúng tôi mới biết được một chuyện là thầy có cho một vị thầy khác lớn tuổi hơn về ở chung chùa. Mà cái vị thầy lớn tuổi thì chuyên môn làm cái nghề gọi là nghề thầy bói. Phật tử đến chùa đông hơn, tại họ thích coi bói hơn, coi phong thủy hơn. Nhưng mà ảnh hưởng thầy này, rồi thời gian sau này vị thầy này thầy gần như thầy quên hẳn đi, thầy ít có bàn chuyện Phật pháp lắm, mà tối ngày bàn chuyện bói toán phong thủy thôi. Có một lần chúng tôi nói chuyện với thầy đó, và thầy có nói với tôi là lâu quá rồi, huynh đệ không có gặp nhau, chắc bữa nào thỉnh sư qua rồi thế này kia rồi. Lúc trong lúc thầy nói như vậy thì chúng tôi có lên tiếng với thầy là thật ra lúc này tôi thấy là thầy nói về phong thủy, về bói toán hơi nhiều quá nha. Rồi chúng tôi đề cập đến cái vị thầy ở chung đó. Và khi mà chúng tôi nói xong thì thầy nói với chúng tôi là đúng như vậy. Bây giờ thầy nghe thì tự nhiên thầy nhận là thầy thấy thầy thay đổi nhiều. Quý vị thấy không? Đời của con người mình đó, mình hay rất là chủ quan. Mình nghĩ rằng mình đủ lớn, đủ mạnh rồi. Nhưng mà mình phải hỏi rằng cái người mình thân cận là ai? Nếu cái người thân cận đó mà họ tệ hơn, họ dễ dẫn mình đi vào trong cái chỗ lầm lạc đó, thì mình dễ lầm lạc lắm. Nếu không gặp bạn đồng hành hiền binh chân chánh, hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vong si, như voi rừng thẳm thả đi một mình. Nếu mai gặp bạn đồng hành hiền binh chân chánh, hiểu rành lối đi, tin tưởng thắng phục gian nguy, hãy nên khoan hỷ kết nghi bạn lành. Cái cự ly nó quan trọng lắm, quý vị. Cái gì mà mình ở gần, cái gì thân cận rất là quan trọng, cái cảnh của về. Chúng tôi rất là sợ một điều cho những người tu tập nói chung và những người trẻ ngày hôm nay nữa. Đó là họ ảnh hưởng những cái mạng xã hội, đặc biệt phim ảnh bây giờ như là YouTube hay là Facebook. Nó tạp nhập lắm. Chúng tôi phải nói tạp nhập. Ở trên đó nó còn tệ hơn cái chợ nữa. Ông bà chúng ta ngày xưa có cái chữ gọi là dân chợ búa. Với việc những người ở ngoài chợ thì người ta gọi là, tại vì sống ở chợ, trăm ngàn người đến và nhiều chuyện phức tạp quá, lâu ngày người ta sanh ra cái tình trạng một cái chữ ở miền quê nó rất là xấu, thứ gì gọi là đốp chát. Đốp chát là gọi là dân chợ búa, tức là ăn miếng trả miếng đã ở chợ mà. Thì bây giờ vị nào mà hay thương sống với Facebook, sống với YouTube cũng phải coi chừng. Ở trên nó cũng là một thứ chợ búa mới. Chợ búa đó chúng ta để ý, nó ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta rất nhiều, nhiều lắm. Nên chúng ta phải có một cái khả năng bén nhạy để tự cảnh giác lấy mình. Chúng ta là con Phật, mỗi ngày lại Phật. Chúng ta là con Phật, mỗi ngày nghe lời Phật dạy. Chúng ta là con Đức Phật, thì chúng ta có phải mỗi ngày nhìn lại chính mình, thử xem lúc này mình có dấu hiệu đi xuống không? Cái ảnh hưởng xung quanh nó rất là nhiều. Và cái chuyện mà cái cự ly nó ảnh hưởng, nó là một định luật tất nhiên. Không phải về vật chất mà về cả tinh thần. Và hưởng nhiều. Nếu mà chúng ta coi thường, chúng ta chủ quan quá, coi chừng một ngày nào đó, chúng ta biết thì đã muộn rồi. Và chúng ta phải trả cái giá rất đắt là vì cái sự chủ quan này. Thì thưa quý vị, hai cái duyên khác gọi là tiền sanh duyên và hậu sanh duyên. Cái sanh trước trợ cho cái sanh sau, cái sanh sau trợ cho cái sanh trước. Chúng ta lấy ví dụ như là ở trong kinh nói khi mà Đức Thế Tôn ra đời thì cùng lúc cây bồ đề nó cũng được bọc lên. Rồi Tôn giả Ananda, Vyasa Sotara cũng sinh ra một ngày. Tại vì sao vậy?
có một cái đại sĩ nhân duyên về sau này, Đức Thế Tôn thành đạo ở dưới cội Bồ Đề. Có đại sĩ nhân duyên sau này Tôn Ananda là thị giả của Đức Thế Tôn. Thì do cái sự vận hành, do cái sự kết tinh của những cái thành tựu ở trong kiếp chót á, thành ra khi mà Thái tử Siddhartha vừa chào đời thì những cái kia cũng có mặt. Cái đó gọi là tiền sanh duyên. Và vị nào mà đọc lịch sử đó, có một điểm mà người ta ít bao giờ để ý là cái mầm mống của Thế chiến thứ hai đó, về sau này họ đọc lại đó, nó đã có trong Thế chiến thứ nhất rồi. Họ là ai? Adolf Hitler, tức là người Việt Nam gọi Hitler đó. Hitler lúc đó đó, ở trong đệ nhất Thế chiến là một sĩ quan trong quân đội Đức. Montgomery Ward, về sau này cùng với tướng Patton đó, là trong những tướng đánh, thì lúc Montgomery Ward là một sĩ quan trong quân đội Anh. Nhưng mà thưa quý vị, những cái nhân sinh quan, những cái nhìn của những người này đó, nó đã gieo vào trong lòng những người này để nó tạo nên cái cục diện từ thế nhất, cái thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Mà thời đó không ai biết. Tại vì sao? Thời đó là họ là những con người, là một sĩ quan, là một tùy viên quân đội, là bình thường thôi. Nhưng mà những điều đó ảnh hưởng rất lớn, lớn ập. Tại cái cái sanh trước mà nó trợ cho cái sanh sau, là cái chuyện đó chúng ta biết đó là định luật. Và có cái sanh sau mà trợ cho cái sanh trước. Chuyện đó nó có, ví dụ như là năm nay ở tại chùa lễ Phật Đản, tức là lễ Vê Sắc, thì có nhiều Phật tử yêu cầu chúng tôi là có một cái buổi triển lãm về Đức Phật. Và năm nay thì chúng tôi định là triển lãm 76 cái pho tượng, 76 pho tượng Phật mà qua 14 nền văn hóa khác nhau. Tại sao chúng tôi triển lãm điều này? Chúng tôi muốn cho mọi người hiểu được rằng hình ảnh của Đức được cảm nhận tùy theo mỗi văn hóa, tùy theo mỗi sự hiểu biết của nghệ nhân. Trong cái riêng có cái chung, trong cái chung có cái riêng. Nhưng cái chuyện của Phật Đản là xảy ra vào tháng 5, 15 tháng 5. Nhưng mà bây giờ đã có những chuyện phải chuẩn bị rồi. Quý vị thấy không? Thành ra cái sinh trước, sinh sau đó, nó đều có cái khả năng tác động. Chúng tôi xin lỗi quý vị là nãy giờ nói chuyện mà chúng tôi quên là chúng ta hết giờ rồi. Bây giờ thì chúng tôi chỉ tóm tắt một điều là khi mà mình học về dương hệ đó, ngoài cái việc mà mình nghe giảng rất là chuyên môn, thì chúng ta vẫn có thể đem áp dụng những điều này trong đời sống của chúng ta và rất là lợi lạc. Chúng tôi muốn quý vị để ý cái ý nghĩa chính của những điều này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư tôn đức đã vào rung để chia sẻ. Và lãnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Phật Pháp cơ bản và chúng tôi là người phụ trách chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa thu lên thay, chúng con thành kính lần lễ tri ân Phật tổ giác đạo. Sa thu lên thay, con mê tâm anh nhà thay mặt đại chúng trong râm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mời lòng nghi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa từ công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác.
yang kim chi kusala kamang kata pangiri yang memangkai nama jamana sadidase sukatang katang kita pasangi no arti ye yasanta asangi no katang bunya palang mayan sapi Paki pawantute ye tang katang suwiri tang gendang punya palang maya ye jatatana janan tidewa dan tuali meka yung sabe lokam ye sata jiwan taharane duka manonya po janan sabe lapan tumama ye tatati Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió pháp hưng thường nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sở tu sa pang su mang ga la khan tu sa pa ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro da rang o tu sa pang su mang ga la khan tu sa pa li va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti hon tu ni ro da rang o tu sa pang su mang ga la khan tu sa pa li va ta sa pa sa ga lu pa ve na so ti hon tu ni ro Ta đang thiền công đức đã làm kiếp duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành chân nhân.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban thực hành Trung thuộc Pháp Buddha Thâm Ma xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ đồng lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.